lâu lắm rồi đó. Dạ. Từ ngày mà cậu Cao về quê tới giờ, hôm nay mới gặp lại. Đúng là tiến sĩ có khác. Đi đâu sống thì cũng còn cái nhìn cái phong thái, đúng không? Thấy tiến sĩ. Ở đâu lên đây? Kỳ này lên ở lâu không? Em lên thăm mọi người chút rồi em về. Thôi, ở ăn cơm với chị ở chồng tôi bữa cơm rồi về tiến sĩ. Tiến sĩ cứ ở đây ăn ha. Ừ. Bữa cơm thì em nhận, mà cái danh xưng đó thôi, chắc em không dám nhận nữa đâu. Tiến sĩ, mình tiến sĩ, mình cứ nói tiến sĩ. Xin lỗi. Anh chị biết sao không? Bây giờ nghe cái danh xưng tiến sĩ á, là em bị tổn thương, em bị buồn. Nó ảnh hưởng tan nát gia đình em rồi. Bây giờ em cũng biết tìm vợ em ở đâu nữa. Cũng rầu ha. Ủa, vậy lâu nay là cậu mất liên lạc với cô Mơ luôn hả? Dạ, chặn hết điện thoại của em, rồi của ba mẹ em, rồi chặn luôn cái mạng xã hội nữa. Giờ em cũng không biết tìm ở đâu nữa nè. Nói chứ cũng đi tìm đi ha, chứ không tìm thì cũng không được. Nhưng mà nói nào ngay á, là từ lúc á cậu về dưới rồi trồng trọt rau củ rồi đó, rồi chuyển lên đây, vợ chồng tôi cũng có được rau sạch bán, mà giá phải chăng nữa. Tôi thấy là nếu mà cậu hạp cái nghề đó đó, cậu nên mở rộng ra cho nó có phát triển thêm, đúng không? Phát triển thêm giống như công ty hay cái gì đó. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Đúng là cái ý của anh chị đó. Hiện tại bây giờ cái vườn rau của em dưới quê là phát triển rất là mạnh. Rất là, bây giờ em với ba em làm không xuể luôn á. Phải thuê thêm người làm mới được á. Vậy đó hả? Dạ. Đó, thấy chưa? Làm không xuể luôn nè. Mà nói nghe đừng có cố gắng quá, hiểu không? Nói chứ làm cái gì làm mình cũng phải giữ sức khỏe, đúng không? Rồi. Dạ. Lúc này tôi thấy cậu xanh sao ở miếu quân hội trên đây nha. Thì làm vườn mà anh chị sao mà bằng được làm trong bằng giấy được. Mà em cũng bị cảm sơ sơ thôi à, không sao đâu. Không, cái này không cảm sơ sơ đâu, cái này làm quá nè. Nói nghe này, ví dụ mình mở mình phát triển thêm rồi, mình cũng nên thuê người về làm, chứ mình ôm đờm quá nhiều chuyện là không có được. Đúng thì rồi. Đó thì em lần này về em cũng sẽ thuê thêm người đó, chứ em với ba em là chắc là không sợ nữa rồi. Nhưng mà cái này quan trọng nè. Dạ. Đi tìm cô Mơ đi. Dù gì cũng là ăn đời ở kiếp với nhau thời gian rồi. Cũng thương cổ, giờ cổ có nghề ngỗng gì đâu, hiểu không? Đó. Rồi một thân một mình nữa rồi là công chuyện làm ăn đâu có làm được cái gì. Dạ em biết rồi. Em cũng đang ráng cũng nhờ bạn bè hỏi thăm này kia đó, mà cũng không biết sao để tìm cổ nữa. Thôi bây giờ vợ chồng mình cũng ráng tìm ha. Thì, giúp đỡ. Thì đó thì con mình nữa. Đó. Tôi cũng nhận liên với lại bà con coi có tin tức gì nghe ngóng gì thì báo cho cậu ai. Dạ. Thấy không? Nhưng mà thì nói khuyên cậu tìm vậy thôi. Còn tìm hay không á thì tôi nghĩ trong lòng cậu cũng có quyết định rồi. Sáng giờ đứng lên ngồi xuống lao lao rồi rửa đau hết lưng luôn vậy đó. Biết ông chồng mình ở nhà làm sao ta? À quên. Trời ơi, công nhận mình thông minh ghê vậy đó. Mình mà không lập được cái Facebook ảo này làm sao mà theo dõi không được. Để coi coi bữa giờ ổng sao rồi trời. Ôi ơi, cái gì đâu mà ốm như ốm nhách vậy nè. Thiệt cái tình luôn á. Đã dặn rồi, làm thì phải giữ sức khỏe chứ. Làm gì đâu mà cắm đầu cắm cổ làm gì ốm như ốm nhách nè. Kiểu này là không ăn uống gì rồi nè. Làm quá làm chi rồi lao lực không biết nè. Thiệt cái tình luôn á. Lớn rồi á, mà không biết giữ gìn sức khỏe gì hết. Không có tôi á, là không có làm được cái chuyện gì hết trơn á. Ôi. Sao ta? Ốm vậy? Đúng rồi, để coi mua thuốc bổ cho ổng mới được. Chứ tẩm bổ vô, kiểu này là không được rồi. Ôi. Giờ còn đúng có 174.000 rồi sao mà mua cho ổng ta? Hay là xin bà chủ ứng lương trước ta? Chắc vậy quá. Làm gì ở ngoài đó hoài vậy? Dạ dạ dạ.
Dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi. Trời ơi, cái gì mà linh dữ vậy? Ê, em vô liền, em vô liền. Ừ, nè, 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 nè. Má. Nè, làm cái gì mà ho dữ vậy con? Sao con không chịu đi khám đi? Má thấy con ho lâu lắm rồi đó nghe. Trời ơi, má ơi, mấy cái bệnh giặt thôi mà. Cứ trái gió trở trời là con hay ho thôi à. Chắc 1 tuần, 2 tuần là hết à. Thôi, thôi, thôi nha. Con đừng có ỷ y như vậy đó. Ho lâu như vậy là có vấn đề. Đi khám mới biết là bị cái gì chứ. Má yên tâm đi, con khỏe như trâu vậy đó. Sáng giờ con quần quật ngoài ngoài ruộng nó có sao đâu. Trời ơi, khỏe cái gì mà khỏe. Ho sù sù ha. Đi khám giùm tôi cái đi. Trời ơi, không cần đâu má ơi. Bây giờ á, mà có thuốc bổ của Mơ ngày xưa á, là con khỏe à. Cao, nếu như mà bây giờ con còn nghĩ đến con Mơ, con đi tìm nó đi con. Thì con có muốn tìm cổ chứ, mà bây giờ biết tìm đâu mà tìm á. Cái gì đây? Ừ, trời ơi, má quên. Sáng bưu điện gửi tới đây, nói là gửi cho cái tên con đó. Gửi cho con? Ừ. Mà gửi cái gì má biết không? Trời ơi, sao má biết được? Mà sao má nhìn tới nhìn lui không có thấy cái tên người gửi là ai hết trơn á. Con coi 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 ở trong gửi cái rồi. Gì vậy? Cái gì vậy con? Thuốc bổ. Thuốc bổ hả? Thuốc bổ mà không không biết ai gửi hết má. Trời ơi, sao má biết được? Trời ơi, không có đề tên đề tuổi gì rồi làm sao biết mà để gọi điện cảm ơn người ta. Con coi kỹ lại coi coi có ghi chổng gì không? Có. Cái này á gửi từ bưu cục thành phố má. Ý, trên thành phố rồi hả? Vậy là chắc là bạn bè trên thành phố của con gửi cho con rồi. Mà người biết con bệnh á chỉ có chú Liêm với lại vợ chồng Bách Lạc thôi. Không lẽ? Vậy gọi điện cảm ơn chú Liêm hoặc là vợ chồng Bách Lạc đi. Dạ dạ dạ, để con gọi thử coi. Ừ. Chú Liêm. Dạ. À, alo, chú Liêm hả chú Liêm? Ở chú Liêm gửi cho con thuốc bổ hả? Ủa? Không phải. Vậy ai gửi ta? À, dạ dạ dạ. Dạ thôi dạ dạ con cảm ơn chú Liêm. Dạ dạ con chào chú Liêm. Rồi, vợ chồng Bách Lạc. Không phải chú Liêm. Rồi. Dạ. Thì con gọi vợ chồng anh Bách. Dạ, em chào anh Bách. À, em mới nhận được thuốc bổ rồi. Vợ chồng anh gửi em hả? Ủa? Cũng không phải luôn hả? Ủa vậy ai gửi? Anh nói gì? Trời ơi, anh giỡn hoài làm sao mà vợ em gửi được? Dạ thôi. Dạ chào anh. Con Mơ nó gửi hả? Đây đúng là lọ thuốc bổ mà ngày xưa Mơ hay mua cho con. Không lẽ ai chà. Ôi. Trời nắng quá. Biết vậy nãy đi á, cầm cây dù theo. Kiếm chỗ nào ngồi nghỉ xíu á. Có tin tố chưa? Lâu dữ vậy? Dạ dạ, có liền, chị đợi em xíu xíu thôi nha. Đợi xíu cái gì? Nãy giờ kêu đợi 10 phút rồi còn chưa có nữa. Có bán hay không? Không bán tôi đi quán khác. Đâu đâu đâu, bán chị ơi, bán chứ. Quán nước là phải bán nước chứ. À, chị đợi em xíu nữa thôi, tại vì chị đòi uống sinh tố mãng cầu á, mà quán em thì hết rồi, em phải kêu người chạy ra chợ mua nguyên trái mãng cầu về, rồi khi nào có em mới cắt ra rồi em xay cho chị. Đợi em xíu thôi. Không có đợi xíu gì nữa hết á. Buôn bán cái kiểu gì mà đợi nãy giờ 10 phút, bây giờ hơn 20 phút mà chưa có nữa. Kêu chủ của cô ra đây nói chuyện với tôi, chứ tôi không có nói chuyện như cái thứ vô học như cô nha. Cái gì chị? Gì? Ủa chị nói ai vô học? Tôi nói cô á.
Chị dám nói em vô học hả? Ừ. Chứ nãy giờ em thấy chị mở miệng là chị nói chuyện chị vô học hơn em nữa đó. Mày nói ai vô học hả? Cái con này mày ghen quá. Nè, dừng lại. Cậu lại, buông ra coi. Nè, chị làm cái gì vậy? Cái có gì thì nói chuyện, làm gì mà cư xử vô thiếu văn minh vậy? Cậu nói ai thiếu văn minh? Cái chuyện này không có liên quan tới cậu, hai đi chỗ khác chơi đi. Liên quan chứ sao không liên quan? Người mà chị định đánh đó là vợ tôi đó. Chị liên quan chưa? Sáng nay ra đường không coi ngày hay gì, gặp cái thứ âm binh gì đâu không mà. Khỏi ăn uống gì hết không đi. Em cảm ơn anh. Phục vụ đâu? Phục vụ. Ờ, dạ. Chị kêu em gì chị? Tôi kêu á là ly nước cam không đường mà sao ngọt quá vậy? Dạ thì cái ly nước cam này là em không có cho đường. Nó ngọt, chắc em nghĩ là cái cam mùa này nó ngọt á chị. Cô trả treo với tôi đó hả? Chủ quán đâu? Tôi muốn đuổi việc cô này. À, chị ơi, có gì chị nhỏ nhỏ tiếng được không? Khách còn trọng cũng đông á. Chị nói vậy rồi ảnh hưởng tới khách. Thôi vậy giờ em vô em pha cho chị một ly khác nha. Khỏi. Không có muốn uống nữa. Cái thể loại nhân viên như cô vậy đó. Nhìn là biết á, cha mẹ không có dạy dỗ rồi. Bữa nay á, tôi kêu chủ quán đuổi cô á thì cái quán này mới làm ăn được. Chị vừa phải thôi chứ. Từ lúc chị vô tới giờ em có khi nào lớn tiếng với chị không? Em tiếp đãi chị rất là nhẹ nhàng, lịch sự. Tại sao chị có quyền chị sỉ nhục? Chị nói ba mẹ không biết dạy em làm sao hả? À, ghê chưa ghê chưa. Chửi luôn khách hàng luôn. Khách hàng là thượng đế, tôi là thượng đế. Tôi muốn chửi ai là tôi chửi. Đồ bần tiện. Chị quá đáng rồi đó. Chị nói ai bần tiện vậy hả? Bữa nay mày dám chửi khách hàng luôn hả? Rồi sao? Làm gì tao? Em có làm gì chị đâu mà chị sẽ nhục em vậy chứ? Mày, mày quá đáng. Nè, nè, cô kia. Sao anh biết em ở đây vậy? Anh cũng không biết nữa. Mà chắc là do duyên số của mình chưa có tận đó, nên anh cứ lang thang vậy rồi. Ông trời đưa đẩy sao mà anh tới đây gặp em. Mà nè, hay là mình nói chuyện đi. Em thấy em với anh không còn gì để nói nữa hết á. Sao mà không còn chuyện để nói được? Không còn chuyện để nói sao em gửi thuốc bổ cho anh làm gì? Thuốc bổ gì? Em làm gì biết thuốc bổ gì đâu. Trời ơi, làm sao mà anh quên được? Ngày xưa chỉ có mình em mua lọ thuốc bổ đó thôi à. Thì ai á, chứ em phải em đâu. Chuyện của mình á, ngày xưa tới giờ anh không bao giờ quên hết á. Mà cái hoàn cảnh lúc nãy á làm anh nhớ ngày xưa mà lần đầu tiên mình gặp nhau lắm. Ý anh nói là bao nhiêu năm rồi em vẫn đi hả phụ bán nước rồi vẫn thấp kém vậy đúng không? Không, ý anh không phải là vậy. Rõ ràng là vậy còn gì nữa. Anh tính đi, bây giờ nghề ngỏng ấy không có rồi, em không giỏi bất cứ việc gì hết rồi, thêm hả kiến thức em không có rồi, rồi mối quan hệ em càng không có nữa thì thấp kém vậy là phải rồi. Về với anh đi. Bây giờ dưới quê á, cái vựa rau của anh phát triển lắm. Bây giờ lớn lớn lắm. Rồi anh còn thuê thêm người giúp nhiều nữa. Em về với anh đi. Rồi anh sẽ xây một căn nhà cho em. Mình sẽ xây dựng lại tổ ấm nha. Anh sẽ không để cho em long đong ngoài đường vậy đâu. Anh đừng có kiểu mà thương hại em vậy. Em biết hết rồi. Thì giờ anh gửi đơn lên tòa rồi đó. Thì giờ mình ly dị. Em cũng đã lên tòa em ký rồi. Vậy em cũng không có cần hòa giải gì hết. Thôi mà anh xin lỗi, là do anh sai anh mới để đơn ly dị. Mà cũng tại lúc đó anh giận quá nên mới làm vậy. Anh làm vậy cũng để dọa em thôi. Anh cũng tưởng là em sẽ hòa giải, ai ngờ. Thì sau cái lần họp tổ dân phố đó, tự nhiên em về em suy nghĩ lại. Không hiểu sao em thấy cắn rứt lương tâm quá à. Tự nhiên hiểu mình u mê cái gì mà mình cứ tranh giành cho cố vô. Rồi sống với mọi người á, không còn tình người nữa. Rồi em thấy tự nhiên cái em làm ảnh hưởng tới anh quá nhiều. Rồi không biết trân trọng anh, không biết trân trọng mọi người. Cái... Thôi, chuyện qua rồi. Đừng nhớ tới nữa, bỏ qua hết đi. Mình làm lại từ đầu nha em. Em nghĩ cái chuyện này anh cho em suy nghĩ nha. Thì thôi, em cứ vô trong suy nghĩ đi. Anh ngồi đây chờ em. Sao chờ đây? Anh phải đi về làm chứ. Đừng chờ đây làm gì? Thôi, anh chở đây để còn chở em về nữa chứ. Thật sự, sao nhiều chuyện em suy nghĩ. Bây giờ em nhìn thấy anh, em còn không dám nhìn mặt anh nữa.
em thấy xấu hổ lắm. Em nghĩ là có thể nếu như lúc trước anh gặp người phụ nữ khác, nhiều khi cuộc sống anh lại tốt hơn. Chứ anh thấy đi, anh ở với em, em lúc nào cũng để ý tới bề ngoài, để ý tới danh vọng hết, lúc nào cũng sống ảo. Bây giờ làm cho anh phải lận đận bao nhiêu năm, nên em xấu hổ lắm. Thôi, anh nói em nghe, trên đời này không ai hoàn hảo hết đó. Anh cũng là cái người rất là nhiều cái sai nè, anh tham lam nè, rồi anh thất bại nữa. Anh rất là nhiều cái, thật ra anh suy nghĩ kỹ rồi, người sai đầu tiên là anh, chứ không phải là em đâu. Em biết rồi, nhưng mà anh làm gì thì làm á, cũng phải giữ gìn sức khỏe. Anh coi đi, người ốm nhom nhách nè, rồi lao lực rồi sao? Thì bây giờ em về bên anh đi, rồi có em chăm sóc anh á, thì anh không phải lao lực gì nữa. Anh không phải lo mấy chuyện giặt gì nữa chứ, rồi có người mua thuốc bổ cho anh nữa. Vô đây nè chị. Đây đây đây, quán này nè. Quán này hả? Ngồi đi chị, ngồi đi. Rồi mơ đâu? Thì em cũng không biết nữa mà. Nhưng mà ngày hôm qua đó là em với cổ ngồi nói chuyện ở đây. Nó lâu lắm, cổ làm ở đây mà. Làm ở đây hả? Dạ, cổ, em cũng biết cổ đâu nữa. Sao tôi thấy gì đâu, quán xá trống trơ trống quắc à. Rồi khu này cũng heo hút quá. Mà làm ở đâu là sao? Ê, có chị chủ nè, để em hỏi. Chị ơi, chị. Cho tụi tôi hỏi nhờ một cái. Chị ơi, chị thấy mơ đâu không chị? Cô Mơ gửi cho cậu cái này nè. Dạ. Mơ gửi cho em hả? Ừ, đúng rồi. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Gửi thư cho em. Thật sự, em không xứng đáng làm vợ của anh đâu. Em nghĩ anh nên tìm một người phụ nữ khác tốt hơn em để làm vợ. Em đã làm quá nhiều chuyện đáng xấu hổ. Bây giờ em không dám về nhà gặp mặt ba má nữa. Anh cũng đừng có buồn phiền gì nha. Đây là do con đường em lựa chọn, cũng là cái kết em phải nhận cho những việc làm sai trái của mình. Nếu có ước, em chỉ ước giá như lúc trước, mình đừng quá tham lam, đừng có mê sống ảo, thì có lẽ bây giờ em đã có một cuộc sống hạnh phúc thật sự. Anh cho em gửi lời xin lỗi đến ba má. Mong ba má đừng có buồn phiền gì về em nữa. Mong ba má giữ gìn sức khỏe. Anh cũng vậy. Làm gì thì làm, cũng phải nghĩ đến bản thân nghe chưa. Đừng có làm quá rồi lao lực. Anh cũng cho em nhắn gửi đến chú Liêm, anh Bách, chị Lạc và cư dân khu phố cao sang của mình lời xin lỗi này. Chúng ta chấm dứt ở đây nha. Sau này mình đừng liên lạc gì với nhau nữa. Xin cho em lần cuối gọi anh là chồng. Em chào anh, chồng của em, Mơ. Trời ơi, chị ơi, bây giờ cổ có thể đi đâu được trời. Thân gái một mình mà sao mà phải khổ sở như vậy. Em biết như vậy á, hôm qua là em quyết tâm giữ cổ rồi, theo sát cổ về nhà rồi. Thôi, tôi nghĩ á, cổ mà đã viết thư lại vậy á, thì đó là cái cách cổ chọn rồi. Thôi cậu cũng đừng có ái nái nữa. Ôi, đi cả ngày trời cuối cùng không lôi được về. Đó, mất tích luôn. Uổng công. Con nghĩ là cô Mơ thay đổi rồi. Gì? Con không ngờ là cổ lại quyết định âm thầm bỏ đi vậy luôn á. Thì ta thay đổi, tự nhiên quyết định âm thầm bỏ đi. Tự nhiên gì hai cái không dính dáng gì nhau vậy? Dính dáng sao không? Dính dáng gì con?
Giờ con hỏi ba nè. Trước đây cô Mơ là người như thế nào? Thôi con ơi, trời ơi, chuyện phụ nữ đàn bà mà. Ba đàn ông con trai sao ba nói được. Cổ là một người háo danh, háo thắng, không có coi ai ra gì hết. Một con người vô cùng kỳ cục. Đáng lý là mẹ con ở đây là mẹ con nói rồi đó. Nhưng mà giờ không có mẹ con này cho nên ba ngồi ở đây ba nói giùm mẹ con. Chứ không phải ba nói, hiểu không? Hay quá, chưa kịp gì luôn ba dò. Giờ rồi ai nói gì ba được nữa. Đâu có, thì này ba nói giùm mẹ con mà. Chứ sao ba nói được. Thì đó, dạ ba cũng biết vậy đi, đúng không? Ừ. Nếu một người như cô Mơ như vậy, ừ, thì khi gặp chú Cao chắc chắn sẽ làm tất cả mọi cách để chú Cao mũi lòng, ừ, rồi bám lấy chú Cao không buông, ừ. Tại vì bây giờ chú Cao giàu rồi, ừ, có giường tược rồi, có người làm thuê nữa, ừ. Một người hám danh hám lợi, nhiều chiêu trò như cô Mơ, sao có thể bỏ qua cơ hội đổi đời tốt vậy được, đúng không? Ây cha, con tôi nói hay ta. Nhưng mà lần này cổ lại chọn cách âm thầm bỏ đi, cắt đứt mọi đường liên lạc, ừ. Thì con nghĩ cổ thay đổi rồi, không còn như trước đâu. Nhưng mà cuối cùng có tìm được đâu. Ồ hả? Đúng không? Vậy giờ làm gì? Con sẽ chơi chiêu bài tâm lý. Chiêu bài tâm lý? Trời ơi, nghe chuyên môn liền. Trời ơi, nghe chuyên môn liền. Ủa con, cái này sao giống cái cuốn sách gì bữa con mua về con đọc đúng không? Dạ đúng rồi. Đánh sâu vào tâm lý á, đúng không? Đúng rồi, thao túng tâm lý. À, thao túng tâm lý nhưng phải đánh sâu vào tâm lý. Mà hay sao ba biết con mới mua cuốn đó? Thì trời ơi, ba nói con nghe trong ngôi nhà này cái gì mà ba không biết. Chẳng qua là ba không nói thôi. Cái con ruồi đó bay ngang thôi là ba đã biết rồi, nó nãy giờ nó đang đậu ở chỗ nào rồi đó. Ghê vậy? Trời ơi, bốc mùi lên là biết liền. Hay là ba mê cái cuốn đó của con? Thì cũng có nghĩ chút xíu để ba có thể thao túng tâm lý. Của ai? Còn ai nữa trong ngôi nhà này? Ba cũng biết sao, nhiều khi mẹ của con có nhiều cái ba cũng không hiểu, ba phải đọc ba mới biết được, con hiểu không? Thôi, thì có ba đọc 8 cuốn cũng không hiểu mẹ đâu, thề. Thì thôi kệ chuyện đó, bỏ qua bên rồi ba hỏi con nè. Con nói đó là sân chơi của con. Nhưng mà bây giờ tìm cách nào đây, khi mà bây giờ mình không biết cô Mơ ở đâu? Hay. Bởi vậy, con tự hỏi là có nhiều lúc ba cảm thấy tự hào khi có một đứa con gái như con không? Trời ơi, sao mỗi ngày con nói càng y chang mẹ con vậy trời? Gì vậy? Hả? Giống lắm hả? Giống lắm. Con nhà nông không giống lông cũng giống cánh. Lại cây dao tục ngữ, nói sai mà khoái cây dao tục ngữ lắm. Thì con chim bồ nông. Rồi, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, được chưa? Đây. Ok. Con nghĩ là cô Mơ không thật sự mất tâm đâu. Vậy gì làm sao biết được, con hiểu không? Chứ bây giờ sao mà cô mới biết được là chú Cao bị bệnh mà tặng thuốc bổ, đúng không? Lý do ở đâu biết? Chắc chắn là cô âm thầm theo dõi chú Cao trên mạng xã hội. Tại ồ, vì bây giờ thời đại 4.0 rồi, cái gì người ta cũng đưa lên mạng hết. Hợp lý chưa? Hợp lý. Thì đó, mà đã là mạng xã hội thì là sân chơi của con rồi. Ồ, lại là sân chơi của con. Trời ơi, chứ sao. Trời ơi, ghê quá trời ơi, con tôi quá giỏi. Vậy thì tiếp theo mình sẽ làm gì đây? Ba đợi đi. Gì vậy con? Bấm mua lại. Không, bấm vừa vừa thôi. Đúng rồi. Ê, cái gì vậy? Vô mũi rồi nè. Ủa, kiểu sao vô mũi vậy? Thôi con xin lỗi. Vậy chú nín thở chứ đừng thở. Đừng thở nha. Sặc á. Rồi, để coi. Cái này là chú bệnh thiệt luôn á, chứ không phải là giả bộ nữa đâu. Đợi xíu, chưa đủ. Nè, con dặn chú nè. Cái gì nữa? Bây giờ con sẽ giả bộ vẽ mấy cái kiểu đường máu á, ừ. Lát nữa lúc mà con livestream á, chú giả bộ chú ho sặc máu nha. Rồi máu dữ chưa? Trời đất ơi, nhìn về mà cô Mơ không sốt sắn lên thì thôi rồi, thề luôn. Có giống bệnh không hay là giống hề vậy? Ý là sao vậy ta, sống con cá vậy ta? Khoan từ đợi con xíu nha. Là sao giờ ta? À, thêm miếng máu mũi nha. Đó. Ok. Nè, coi chừng á, là Mơ thấy chú như vậy là Mơ chạy luôn á, chứ không quay về đâu nha. Thì ăn thua là chú diễn. Ê nè, con kể cho. Khi nào mà con bật like lên á, ừ, là chú phải kiểu mặt lờ đờ. Lờ đờ. Đúng rồi, mắt nhìn không nổi luôn. Ok. Chú nín thở luôn cũng được nữa. Rồi sao nữa, mắt lờ đờ. Coi như là nói không ra hơi nữa. Nói không ra hơi. Đúng rồi. Mệt lắm rồi, bệnh nặng lắm, sắp chết rồi. Hiểu không? Thử trước đi. Thử ha. Rồi ok. Rồi, giả bộ nè. Rồi, diễn.
Không, ý là còn hấp hối chưa có chết á. Chưa có chết. Đúng rồi, chưa chưa. Sao mà bây giờ con diễn thử cho chú coi. Cái gì? Diễn thử đi rồi chú bắt chước con. Con mà diễn là chú phải bắt chước y chang nha. Ừ. Tức quá thì có sao mà bình thường chú giỏi lắm mà sao mấy cái này chú chậm muối vậy? Rồi rồi con diễn đi, rồi chú bắt chước, tại vì chú đâu có kinh nghiệm cái này đâu. Quan trọng một cái người mà mình hấp hối mình sắp chết là sẽ không thấy cái chồng đen nữa. Không thấy chồng đen. Chọn chồng trắng cho con. Hiểu không? Là thấy cái chồng trắng hơn nói chuyện là thấy giờ nè. Chú không cần thấy được. Ok chưa? Được không? Được. Nhưng mà chú ơi, chú nói nhiều quá, nó trễ rồi. Khoan. Cái chú, gì? Trước khi mà làm thì cho chú hỏi một câu hỏi cuối cùng rồi. Lẹ lên. Sao mình không làm ở ngoài nhà con hay là chỗ khác đi, sao phải vô bệnh viện thiệt vậy? Trời đất ơi. Con đã bỏ tiền ra để con thuê một cái phòng bệnh riêng dành cho chú để chú làm cái nhiệm vụ này. Vậy luôn á hả? Con, tại vì con tâm đắc cái chuyện mà chú nhờ con. Trời ơi. Đúng không? Phải làm vậy thì cô Mơ mới tin là chú đang bệnh sắp chết chứ, giờ tự nhiên sắp chết nhà con ai tin. Còn tốt với chú quá vậy. Không cần, sau này chỉ cần trả ơn thôi, không cần gì hết, ơn nghĩa gì. Là, bây giờ là chồng trắng thôi đúng không? Đúng rồi, thấy chồng trắng thôi. Rồi, một bên mắt hơn, một bên chồng đen, bên chồng trắng làm được không? Không. Không được hả? Không được. Bây giờ chồng trắng. Rồi sao nữa? Rồi lờ đờ. Đúng rồi, nói ra hơi luôn. Ho sặc máu đó nha. Diễn cái nét ho sặc máu đó nha. Ok, con đặt con like nha, con like nha. Ok, vô. 1, 2, 3. Quên dặn. Chuyện gì nữa? Khi nào mà con kiểu con ra hiệu chú á, thì chú phải làm một cái cú thật là mạnh. Chú ngủm luôn. Ngủm luôn, rồi ok. Ok. Mà khoan, có chắc là làm cái này là Mơ sẽ mũi lòng và quay lại với chú không? Chú tin con không? Thì hết nước rồi phải tin thôi. Thì đó. Im lặng. Vô. Ok, làm nha. Rồi. 3, 2, 1. Ok, chưa nha. Chồng trắng đâu. Chú kêu. Mà mọi người ơi, bây giờ là chú của Liên bây giờ tình hình đang rất là nguy cấp rồi mọi người. Mà bây giờ, đừng có nói. Mà bây giờ là phải kiếm, đừng chú ấy. Là bây giờ là phải kiếm được người vợ. Cô vợ đó tên là Mơ. Bây giờ ai biết được cái gì? Mỏi mà. Bây giờ mà phải kiếm được cô Mơ thì giống như là bây giờ chú của Liên đã quá là chết rồi mọi người. Chú sao vợ chú? Chú ơi, chú chết rồi chú của Liên. Mọi người xem, mọi người thả tim giùm. Mọi người chia sẻ để kiếm cô Mơ giùm Liên nha mọi người. Chết rồi chú của Liên. Mà bây giờ là Liên phải lo cho chú của Liên đây. Mọi người ráng, mọi người chia sẻ cái thông tin này. Mọi người thả tim rồi, mọi người chia cho mấy cái hội nhóm để tìm cô Mơ giùm Liên nha. Cảm ơn mọi người. Chú. Ủa con, cho chú hỏi anh con. Ủa chết mà mọi người cũng thả tim được nữa hả? Chưa.